Con Linh hát tình ca da diết gửi ai đó, Thùy Tiên không còn được nhắc tên, có biểu cảm không hòa bình. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Con Linh Vlog xuất hiện hát hò bên cạnh những người bạn của mình. Vẫn là bài nhạc cũ, Con Linh Vlog đã khiến ai cũng đều thích thú khi thể hiện ca khúc Giả vờ thương anh được không. Trước đó, Con Linh Vlog đã từng nhiều lần thể hiện ca khúc này trên livestream. Tần suất nam YouTuber cover ca khúc này nhiều đến nỗi dân mạng đều cho rằng có lẽ đây chính là bài ruột của anh chàng. Không những thế, cùng với những lời đồn thổi về chuyện tình cảm cùng Hoa hậu Thùy Tiên đã khiến cho anh ấy cũng đều nghi vấn rằng phải chăng anh chàng cũng đã có chủ ý thể hiện ca khúc này để gửi tặng nàng hậu. Đồng thời, cư dân mạng cũng không ít lần réo tên Thùy Tiên bên dưới bình luận mỗi khi Hoa Linh Vlog thể hiện bài hát này. Thế nhưng ở màn cover này, vẫn là bài nhạc cũ, thế nhưng nhìn xuống phần bình luận, nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi dân mạng đã không còn nhắc tên Thùy Tiên nữa. Mà thay vào đó, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận trầm trồ trước giọng hát ngọt ngào và tình cảm của Quang Linh Vlog. Theo đó, mặc dù anh chàng chỉ hát để test loa, thế nhưng chất lượng của giọng hát của Quang Linh vẫn rất mùi mẫn, khiến ai nấy cũng đều trầm trồ. Chắc có lẽ những lần hát hò trước đó, dân mạng chỉ tập trung trêu ghẹo anh chàng cùng Thùy Tiên, nên phải chăng đã quên chú ý đến giọng hát của nam YouTuber gốc Nghệ. Trước đó, Thùy Tiên đã chia sẻ cùng Soundstar về mối quan hệ thực sự với chàng YouTuber điển trai. Tiên nghĩ đó là một sự may mắn khi Tiên và anh Linh cùng chung một khung hình và tạo ra được cái giống như là chemistry, phản ứng trong phim thì mọi người lại yêu thích việc đấy. Tiên cũng rất bất ngờ khi nhận được quá nhiều sự ủng hộ và yêu thương như vậy. Tiên cũng xin đính chính là mình và anh Linh hiện đang là bạn tốt. Tiên và Quang Linh chỉ là những người bạn. Việc được ghép đôi với Quang Linh cũng khiến cuộc sống tôi ít nhiều bị ảnh hưởng vì mọi người bắt đầu để tâm vào các câu chuyện, các mối quan hệ nhiều hơn. Về phần Thùy Tiên bước ra từ cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh Miss Grand International, Thùy Tiên đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ cả trong và ngoài nước. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi nhan sắc trong veo, hình thể chuẩn chỉnh cùng tấm lòng nhân ái, Thùy Tiên còn khiến người hâm mộ dở khóc dở cười khi thể hiện hàng loạt các biểu cảm khó đỡ những lúc hóng chuyện. Mới đây trên trang TikTok cá nhân, Thùy Tiên đã đăng tải đoạn clip do chính ekip của nàng hậu quay lại khoảnh khắc cô mải mê hóng chuyện, kèm theo đó là dòng trạng thái không có nhiều chuyện nha, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể trong đoạn clip, Thùy Tiên vừa ăn trái cây vừa tích cực ngó nghiêng xung quanh để hóng chuyện. Không hổ danh là thánh meme trên mạng xã hội, người đẹp Sài Thành đã không làm người hâm mộ thất vọng khi trưng ra 1001 biểu cảm khiến người xem được ven cười ngã ngửa. Đáng chú ý, mặc dù mải mê nhiều chuyện nhưng người đẹp 9X vẫn không quên cầm trái cây ăn liên tục. Không chỉ có vậy, dường như những lúc câu chuyện được đẩy lên cao trào liền thấy Thùy Tiên tập trung cao độ, chú ý hóng chuyện đến mức quên cả nhai. Dù đoạn clip chỉ vừa được đăng trong ít phút nhưng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đã không quên để lại sự bất lực đến cạn lời đối với sở thích hóng hớt của nàng hậu này. Đứng hóng hớt trố mắt nhiều nhiều, mặt kiểu căng ghê không biết chuyện gì mà ráng hóng, đã đẹp mà còn được cái nhiều chuyện. Rồi Hoa hậu Hòa bình dữ chưa? Được biết ở thời điểm hiện tại dù đang rất bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, thế nhưng Thùy Tiên vẫn dành cho mình một khoảng thời gian riêng để có thể thực hiện những chuyến đi thiện nguyện mang tình thương đến các hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu vùng xa.